tiếng trống của đội trống Thiên Ân, lúc dập dồn, lúc vang dậy, làm chúng ta tưởng nhớ như đang trao ôn lại trang lịch sử oai hùng, bất khuất của các tiền nhân trong lịch sử dân tộc Việt Nam, như anh hùng Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, như anh hùng Quang Trung, vân vân. Hôm nay tiếng trống lại nhắc lại được sự kiêu hùng của các thánh tử đạo trong sử đạo Công giáo Việt Nam. Ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Roma, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Nhị đã phong 117 vị chân tước đã tử vì đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh. Đây chỉ là con số tiêu biểu cho hơn 300.000 vị chết vì đạo trong 300 năm, bị bắt đạo vì theo đạo Thiên Chúa. Các ngài đã tô điểm cho giáo hội Việt Nam thêm đậm nét của đức tin. Mỗi hồi trống vang lên để hành hình của 300 năm xưa là đầu rơi, thịt nát của các thánh tử đạo, thì cũng nhịp trống này, ngày hôm nay các con cháu của các ngài đã giống lên để tỏ lòng kính phục sự can đảm, gương hy sinh, bất khuất của các thánh tử đạo Việt Nam. Những hồi trống sẽ do các em trong đoàn thiếu nhi thánh thể Hội Lezo Marie Children của Cộng đoàn Westminster và giới trẻ Công giáo giáo phận Orange. Biển và cá đang chết, rừng và cây đang trầm uất, mảnh dư đồ hình chữ S đang rên xiết bởi lũ cọc nô, hèn với giặc, ác với dân, tiếp tục cõng rắn cắn gà nhà. Dòng sông Hồng phẫn nộ, nước sông Hương chuyển mình, nguồn Cửu Long cạn kiệt. Lịch sử Việt Nam, một chuỗi dài tranh đấu chống giặc phương Bắc, tham lam, tàn ác, lúc nào cũng lăm le đánh cướp nước ta. Thank you.
tiếng trống mê linh, hai bà trưng thù nhà nợ nước đánh tan giặc Đông Hán năm 40 giành độc lập. Hồng quần nhẹ bước chinh yên, đuổi tan Tô Địch dẹp yên biên thành. Đô Kỳ đóng cõi mê linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Tranh đã ghi tại sân trời, cỡ sao lũ giặc sang sông Phạm chúng bay sẽ bị đánh tơi. Tiếng trống xác khác Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ba lần đánh tan quân Mông Cổ năm 1258, năm 1285 và 1288. Cương quyết khí khái, nếu bệ hạ muốn hàng xin hãy chém đầu thần. Tiếng trống tụ nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi năm 1420, tội ác của quân Minh đã được vạch ra trong bình hô đại cáo của công thần Nguyễn Trãi. Tiếng trống thần tốc của Quang Trung năm 1789, ca khúc khải hoàn kinh thành Thăng Long làm ngỡ ngàng quân xâm lược nhà Thanh Tôn Sĩ Liệt. Làm chứng này của cha ông chúng ta và của các nhà truyền giáo trong giai đoạn khởi đầu rao giảng tin mừng tại Việt Nam đã nói lên rằng mảnh đất Việt Nam luôn sẵn sàng đón nhận hạt giống đức tin và làm cho hạt giống đó được sinh sôi nảy nở. Chúng ta hãy hãnh diện vì đức tin của cha ông chúng ta. Máu của các ngài đã đổ ra để nói nên đức tin mạnh mẽ đó. Nói cho cùng thì ai không sợ chết, ai mà không sợ hổ nhục. Nhưng ơn Chúa đã soi sáng và nâng đỡ các ngài, giúp các ngài dám quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và đau đớn để trung thành với Chúa. Tất cả những nhục hình đau đớn,
thật là khủng khiếp như gông cùm, kìm kẹp, xiềng xích, đòn vọt mà ngày nay chúng ta vẫn còn khiếp sợ. Nhưng vẫn chưa hết, có những vị đã phải chịu những khổ hình như thiêu sinh, voi dày, trầm hà, trảm quyết, lăng trì, bá đao, xử giáo, hoặc là bị đánh đập và bỏ tù cho tới chết. Dù với bao nhiêu hình khổ nhưng các ngài vẫn quyên quyết và can đảm. Đã xưng đạo thì phải xưng tới cùng, vì tình yêu Thiên Chúa mà các ngài đã thắng tất cả mọi nhục hình và thắng tất cả mọi uy lực của quan quyền vua chúa ở nơi trần gian này. Và trong lịch sử bách hại, một sự việc rất trọng đại đã xảy ra, đó là sự hiện ra của Đức Mẹ tại La Vang để an ủi cứu giúp con cái của mẹ đang phải chịu nhiều gian nan đau khổ. Chúng ta cảm tạ Đức Mẹ La Vang vì đã đến với con cái Việt Nam của Đức Mẹ. Chúng ta kêu xin Đức Mẹ La Vang tiếp tục đến với chúng ta khi an vui cũng như gian nan và hoạn nạn. Là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy hãnh diện và hân hoan về các ngài. Xin các ngài luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết sống đạo trong đời sống của mình và biết làm cho hạt giống đức tin được phát triển thêm mãi. Và trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta kết thúc tuần cửu nhật khấn các thánh tử đạo của cộng đồng công giáo và của Trung tâm Công giáo Việt Nam. Xin các thánh tử đạo cầu bầu cho tất cả những người đã khấn xin. Và trong thánh lễ hôm nay, tất cả Đức Cha Top Rao là nguyên giám mục của giáo phận chúng ta và tất cả các cha đồng tế sư dân thánh lễ cầu nguyện theo ý của những người đã xin ngày hôm nay, mặc dầu không được rao lễ ngày hôm nay. Trong niềm hân hoan đó, giờ đây chúng ta cùng với Đức Cha Top Rao và quý cha dâng thánh lễ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tấm gương sáng của các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng con chân thành cảm ơn. Thank you.
Thank you.
you, Conference President, for your very kind words. And thanks to those responsible for our celebration today for inviting me to be here and celebrate with you. This is always such a very uplifting, encouraging, and wonderful celebration annually of the Vietnamese martyrs. It's always my privilege to be able to be with you on this occasion. And I'm so happy that, as I said a moment ago, that you invited me to come back this year. We all, of course, are looking forward to the arrival and the ordination of our new Vietnamese bishop-elect, Bishop Tham Thai Nguyen. I hope and expect that he'll be with you next year on this occasion. So we want to give thanks to God for the gift of his ministry, which he will share with us here in the wonderful Church of Orange. Blessings to all of you, especially now as we enter the Advent season and the great preparation for the great Christmas celebration, which is not very far away. Thank you all. Thank you, Bishop. Bây giờ con chúng ta rất là cảm ơn tất cả những lời chúc đẹp, chúc tốt đẹp đến Ngài.